ฝากเพื่อนต่องยางที่ตรงไว้ในห้องตื้อเลยน้อยนาวnhư lai biết không như thật không như trong vô ích và lời nói ấy khiến những người khác không ưa không thích thì như lai không nói lời nói ấy lời nói nào như lai biết là như thật như trong vô ích và lời nói ấy khiến những người khác không ưa không thích thì như lai không nói lời nói ấy và lời nói nào như lai biết là như thật như trong hữu ích và lời nói ấy khiến những người khác không ưa không thích như lai ở đây mới tùy thời thiết chẳng lời nói nào như lai biết là không như thật không như trong vô ích và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích như là không nói lời nói ấy à lời nói nào như lai biết là như thật như trong vô ích và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích như lai không nói lời nói ấy và lời nói nào như lai biết là như thật như trong hữu ích và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích ở đây như lai mới tùy thời thuyết giảng vì sao vậy này hoàng tử như lai có lòng thương tướng đối với các loài hữu tình bạch thế tôn những sát đế lệ trí tuệ những bà la môn thông tuệ những gia chủ hiền trí những sa môn thông thái sau khi soạn sẵn câu hỏi đến gặp thế tôn để tham vấn bạch thế tôn con không biết thế tôn có suy nghĩ và sắp xếp trong trí để trả lời những câu hỏi ấy hay ngài có thể trả lời ngay lập tức này hoàng tử này ở đây ta sẽ hỏi hoàng tử nếu ông thấy thoải mái hãy trả lời câu hỏi ấy à, này hoàng tử nghĩ như thế nào hoàng tử có rành rẽ về các bộ phận phụ tùng của một chiếc xe hay không thưa vâng bạch thế tôn con có rành rẽ về các bộ phận phụ tùng của một chiếc xe này hoàng tử nghĩ thế nào à nếu có những người đến hoàng tử và hỏi ông về căn bộ phận phụ tùng của một chiếc xe tên gọi là gì thì ông có suy nghĩ và sắp xếp trong trí để trả lời những câu hỏi ấy hay ông có thể trả lời ngay lập tức bạch thế tôn vì con là người đánh xe nói tiếng rất rành rẽ về các bộ phận phụ tùng trong một chiếc xe nên đối với những gì thuộc sở trường của con thì con sẽ trả lời ngay lập tức cũng vậy này hoàng tử những sát đế lị trí tuệ những bà la môn thông tuệ những gia chủ hiền trí những sa môn thông thái sau khi soạn sẵn câu hỏi đến như lai và hỏi như lai sẽ trả lời ngay lập tức vì sao vậy à này hoàng tử vì như lai đã thông suốt tất cả pháp giới và với sự thông tỏ ấy như lai có thể trả lời ngay lập tức tất cả câu